跟我觉得很开心，很有意思。为什么呢？khi học với cô Bình em cảm thấy rất là thoải mái, rất là học rất là vui. Nên là em sẽ cố gắng học tốt hơn nữa trong tương lai. Really? Yes, of course. When you are studying English with me, when you, how do you feel? I'm feel very happy when you learn with who, video teacher. But I don't know when you feel when the difference between the other teacher. Yes, teacher inspire me. Yes, inspire you. Yes, I feel happy when you learn Mandarin. Thì thay vì dạy giống trong sách thì không chỉ đơn thuần là học trong sách, quan trọng là giáo viên có thể khơi gợi cái sự thích thú khi học ngôn ngữ đối với học sinh. Thì điều đó cho một ví dụ nào. Giống hôm nay ngoài giờ học thì chúng ta có thể đi nhậu với nhau để học tiếng Trung. You can speak Chinese. Quả mình chú hơ phí chiều. Quả mình có gì xế xí hàn yu. Bác sư hơ phí chiều sao mà có gì xế hàn yu nào? Câu hỏi khó quá. Mình xế gì mà? Y ơ san. My teacher is Miss Bing. She very interesting. When I learn Chinese, I feel very happy, interested, I can learn Chinese natural. Cái tiếng Trung nó đến với em rất là tự nhiên. Cái phương pháp của cô Bình rất là khiến cho mọi người hào hứng tự học, cho nên là khi mà học của mình thì em có động lực rất là nhiều. Mặc dù trước đây là em đã từng học một giáo viên khác tiếng Trung rồi, nhưng mà em cảm thấy phương pháp nó rất là nhàm chán, không có vô được miếng nào hết. Học của mình là em cảm giác như là học lại từ đầu luôn, cho nên là em cảm thấy rất là hâm mộ của mình. Cô Bình là một người tràn đầy năng lượng, cực kỳ tràn đầy năng lượng luôn, cho nên là cái năng lượng của cô Bình giống như là lan tỏa qua cho em, cho nên là khiến cho em năng lượng em học tiếng Trung ngày càng. Tân chào hảo, hòa sư Lý Minh Phú. Sơ sĩ Hàn Yu tả sư hô, hòa hẳn cao xin, dinh quay hòa ta lão sư. Sư sĩ? Sư Blue lão sư. Blue. I'm sorry, I'm just learn Chinese. Chinese. Just have learn 3 months. So I can explain my work by Chinese. So I can with me. I think my teacher so powerful and. I extremely love her phương pháp này nhé, phương pháp way her teach me. I think it's so good because I think I just learn English, I learn Chinese 3 months, but it's equal a year I learn English by another teacher. So I think I love her and I love the way her teach me. But I think you are not so always study English every day. I study English every day? No. I think sometimes you don't come back to my class. I absent in your last because I busy in my work. It's because I'm not good the teacher, you know. No, because my work so busy.
So I absent in your lab. But if you want to study in class, and how do you feel? I'm sorry, I don't understand. You, I mean, do you, how do you feel when you study in Chinese with me? I feel fun. Yes, I feel fun and energy. I think it's professional. Dream. Yes. But why you don't speak Chinese? because my Chinese is so bad. No, I think your Chinese is very good, you know? Yes. And I think your Chinese will be better than your in present. I hope so. Okay, I believe. Em học với cô từ cái nguồn năng lượng cô cho em từ khi từ đang mệt xong rồi rủ nhau đi học học xong về là khỏe càng học càng vui. Ví dụ như là tụi em đang rất là mệt mỏi, tụi em qua một ngày học tập rất là mệt mỏi, tụi em chỉ cần đi học tiếng Trung với cô, gặp cô một cái là tự nhiên khỏe là liền relax liền cô sạch relax. Ồ vậy là cuộc đời của cô là vui vui cho tụi em hả? Không phải vậy, không phải cô mà cô có thích điều đó. Thấy stress lúc mà cô kéo vali vô tụi em thấy là cô có vấn đề. Bốn sáu cũng phải cho bá không em lấy nhưng mà em cũng muốn truyền năng lượng cho cô, giống như là cách mà cô để truyền. Hôm đó thật ra cô đi từ Vũng Tàu lên với cái vali đó. Cô không được dạy tụi em nhưng mà cô cảm giác là cô cần phải dạy tụi em để thoát khỏi stress. Xong rồi Ngọc nói với cô là nếu chị không đến thì em sẽ giận chị. Đó là lý do sau khi cô dạy tụi em xong cô đã đến gặp con Minh Dương anh. Hồi trước em học chán lắm cô. Học xong rồi cái làm đăng ký khóa 1, em học hết khóa 1. Xong cái em đăng ký khóa 2 nữa. Khóa 2. Chưa nữa, mới có 2 tuần khóa 2 là em từ bỏ, em gục ngã luôn. Mà mặc dù là em đã mặc định trong đầu là một khi đã chọn, đã học rồi là phải cố gắng học tới cuối. Nhưng mà khóa 2 là chán ơi, là chán luôn. Xong rồi tụi em nói là cô vậy vui lắm. Xong rồi tụi nó mới đăng ký nhầm ngay cái lớp của cô luôn. Xong rồi tụi nó học hết khóa 1. Xong rồi may mắn lắm cô. Ủa là bi ai cho cô đó hả? Là khóa 1 là tụi em định là đi qua trung tâm học rồi. Nhưng mà tự nhiên học trúng cô cho nên là tụi em cảm thấy may mắn nên học tiếp. Là lúc đầu cô xí trung tâm là chỗ mình học mà mắc nhau. Trung tâm ngoài đó cô. Trung tâm tư nhân. Tụi em định là học hết khóa học xong rồi ra trung tâm nhân học. Nhưng mà xong rồi tụi em mới nghĩ là thôi chúng cô là một niềm may mắn nên là tụi em học tiếp xong rồi rủ. Là lúc đầu em hỏi nó là tụi bay học cái lớp này ổn không để mà em đăng ký vô. Xong rồi nó mới nói là thôi mẹ ơi, tụi tao tính học xong cái khóa này là tụi tao đi ra. Là cô Kim đứng lên giới thiệu làm quen với mấy bạn. Anh nhìn lên giới thiệu chứ. Em không biết một cái gì luôn, em chỉ biết một câu duy nhất là Lý Hào, Lào Sư Hồng Sệ Hảo thôi. Một câu duy nhất là giới thiệu với em đúng không? Em còn nhớ thôi. Là xong rồi là tất cả những gì cô nói là em giống như bơi giữa biển khơi vậy cô. Em không hiểu một cái gì luôn. Ủa vậy hả? Sao này tụi em phải dựa vô nó. Tụi em là lo phải lấy tập ra học bài với nhau. Nói là phải nhớ cái này là cái gì. Cô rất là lắng vì nhỏ này nó cũng học nhiều rồi. Anh biết sao? Tại khuôn mặt của nó rất là giống cô. Mà thực ra khuôn mặt ai mà giống cô á. Cô đều rất là muốn những người mà khuôn mặt giống cô đều có một cái kết cục rất là đẹp á. Cô bữa em cũng học cô, xong rồi em về thấy Santa cô á. Cô đăng hình cái lớp mình xong rồi cô nói là mặc dù trời mua cô có công lực sao em thấy có lỗi luôn. Em thấy có lỗi đó luôn trời ơi thôi dám nghĩ luôn, dám nghĩ vậy là nghĩ là cắt dữ lắm luôn mới dám nghĩ có lỗi cô bất khả kháng là xem mai thi hoặc là cái gì đó tụi em mới nghĩ thôi. Em nói coi em bữa đó là em đang mệt, em đang nhức đầu, em đói bụng nữa, em mới rủ nó là thôi đi học trễ chút xíu, đi ăn chút không sao đâu, học xong là đau no, học xong là khỏe luôn, về là tươi cười trở lại. Em cũng hiểu sao nữa. Ủa vậy là cô giáo là phương tiện mua vui rồi kìa. Không phải mua vui, chuyện năng lượng đúng không? Năng lượng. Em còn nói đó cô. Trời ơi, hơn mình học chúng cô này, mình chúng mấy người khác là mình nhân trang, mình học về bữa mình nghỉ rồi. Cô chán cưng. Tụi em dễ chán lắm cô, nhưng tại học cô á. Ủa? Chán mẹ gì? Để cô kể. Trường em vậy cô. Trường em vậy. Cô mấy trường em nó học chán. Kinh khủng. Kinh khủng. Why? Kinh khủng. Trường em chứ hai dạng thiên tài. Lý thuyết xong học hết đại này, xong học qua đại kia. Là chỉ học lý luận thôi, chỉ học lý luận thôi. Ủa chứ không ta thật practice hả? Em theo cô được tới giờ là cô cũng chỉ cảm hứng cho em nhiều, em mới theo cô được tới giờ. Why? Tại cô thấy em hay cúp học mà. Tại vì
em có động lực đi học là do cô nó mới cướp như vậy, còn mà người khác là nó nghỉ luôn.